Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, những năm trở lại đây, phong trào khởi nghiệp nở rộ, khẳng định sức mạnh khởi nghiệp tại Việt Nam. Trong đó rõ nhất là năm 2016, với việc thông qua đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, ban hành tại quyết định số 844 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách ở phía trước, nhưng có thể nói các doanh nghiệp khởi nghiệp đã để lại một số dấu ấn không nhỏ. Để làm được điều này, nhiều hình thức hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp đã tiếp sức cho các startup bước tiếp con đường trông gai của mình. Trong chương trình Nhịp sống công nghệ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một số hỗ trợ như thế dành cho các công ty khởi nghiệp công nghệ trong quá trình khởi nghiệp. Mô hình tổ chức thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp. Không gian làm việc chung. Cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, làm thế nào để con đường khởi nghiệp bớt gập ghềnh, chông gai và các nhóm khởi nghiệp có thể giảm thiểu những rủi ro không đáng có trên hành trình đó? Đây chính là mục tiêu và cũng là lý do ra đời của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, trong đó có đề án thương mại hóa công nghệ theo mô hình thung lũng Silicon tại Việt Nam, nơi gieo mầm và là đòn bẩy cho các giấc mơ khởi nghiệp của người Việt. Một cộng đồng lớn mạnh với những người cùng quyết tâm, cùng chí hướng, truyền cảm hứng để đạt được hiệu quả công việc cao nhất mỗi ngày. Sự hỗ trợ từ cố vấn và những người đi trước giúp bạn tích lũy những bài học từ kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Đó là hai trong số khá nhiều những lợi ích mà các startup công nghệ nhận được khi tham gia vào ngôi nhà chung VSV Corner thuộc dự án thung lũng Silicon tại Việt Nam. Mô hình tổ chức thúc đẩy doanh nghiệp VSV Accelerator là một trong những số đó. Trong số 600 hồ sơ nhận được thì có 40 nhóm đã được đầu tư và đã được bootcamp ở VSV. Thì hiện nay thì chúng tôi có một cái chương trình nữa cũng là bootcamp, nhưng mà bootcamp cho những người hỗ trợ, tức là những người làm chính sách ra những cái văn bản để làm sao hỗ trợ cho nó sát thực nhất đối với startup. Thì bản thân cái phần hỗ trợ cũng rất cần những người phải rất là chuyên nghiệp. VSV Accelerator là chương trình được tổ chức hàng năm bởi VSV để lựa chọn ra nhóm khởi nghiệp xuất sắc, đầu tư vốn ban đầu, sau đó đưa vào huấn luyện tập trung. Qua 3 năm thực tế hoạt động, từ hơn 600 hồ sơ đăng ký tham gia, mô hình VSV Accelerator đã đào tạo huấn luyện tập trung cho gần 40 startup tham gia huấn luyện tập trung. Đã có khoảng 6 nhóm thành công trong việc gọi vốn vòng tiếp theo để tiếp tục phát triển doanh nghiệp của mình. Ultimai là một nhóm startup công nghệ được lựa chọn tham gia chương trình Bootcamp vào năm 2016. Trong quá trình hoạt động, nhóm gặp khá nhiều trở ngại về định hướng chiến lược vì sản phẩm mới phát triển hoàn toàn dựa trên ý tưởng nên khách hàng rất khó tiếp cận. Vì vậy, với Trương Phi Cường, người sáng lập ra nhóm, những ngày được đào tạo tại VSV là những bài học đáng quý cho những startup công nghệ. Qua cái quá trình học khóa học Bootcamp ở trên VSV thì chúng tôi được những mentor hướng dẫn. Đối với mỗi startup thì sẽ có một cái phương án tài chính riêng, cho nên là những cái mentor về kỹ thuật hay là về tài chính cũng như là về marketing thì sẽ cần phải tìm hiểu về startup rất là kỹ, sau đó đưa ra những cái lời khuyên để cho startup chỉnh sửa lại. Khi nhận được những cái lời khuyên về tài chính thì chúng tôi có biết được là ví dụ là tại thời điểm này nên gọi vốn như thế nào, với số tiền là bao nhiêu và đến vòng tiếp theo mình sẽ gọi vốn như thế nào. Thì cái thành công lớn nhất của chúng tôi khi mà tham gia VSV đến thời gian này, chúng tôi đã tìm kiếm được một đối tác về truyền thông rất là lớn. Dự kiến là khoảng đầu tháng 4 chúng tôi sẽ chính thức launch sản phẩm Ultimai ra thị trường. Cũng là một startup công nghệ khác được lựa chọn tham gia vào chương trình Bootcamp tại VSV trong năm 2016. Nhóm bạn trẻ tốt nghiệp trường đại học ngoại thương với dự án khoa học Táy máy tò mò nhận được nhiều kinh nghiệm vô giá mà không phải startup nào cũng có cơ hội. Sau 4 tháng được mentor bởi những người mentor đến từ VSV thì cái thay đổi lớn nhất mà bọn tôi cảm nhận được đó là những cái sự chuyên nghiệp trong cách làm việc. Cái này nó là một cái mà thường thì nó sẽ không được gọi tên bởi một cái khóa học nào đó dạy bạn trở nên chuyên nghiệp hơn, là dạy bạn thay đổi cách làm việc. Tuy nhiên thì qua những cái buổi làm việc với VSV, với những người mentor đến từ VSV thì bọn tôi cảm thấy là mình cần phải thay đổi rất là nhiều, từ những cách làm việc cho đến những cái mọi thứ để có thể làm cho doanh nghiệp trở nên tốt hơn. Đối với chúng tôi thì học thì nó chỉ chiếm được khoảng 50% thời lượng là đưa kiến thức,
Đấy, nhưng còn 50% kia là những nhà đầu tư hay là những cố vấn, thì các bạn đang cố vấn cho những nhóm như thế nào, hay là bạn đang đầu tư vào những nhóm như thế nào, thì bạn mang những cái dự án đó đến với VSV, thì VSV sẽ có những cái chuyên gia để người ta cùng với bạn hướng dẫn, giúp cho bạn làm sao cố vấn chuyên nghiệp hơn. Có thể nói, bên cạnh sự đam mê, nhiệt huyết, thì những chia sẻ kinh nghiệm từ những người đi trước thành công, việc được hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng một cách bài bản sẽ giúp các startup có cơ hội giảm thiểu các rủi ro không đáng có trong quá trình hoạt động. Đây là nỗ lực không ngừng của VSV trong việc thiết lập và kết nối mạng lưới các nhà đầu tư, các tổ chức, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nhận thấy ngày nay có một bộ phận giới trẻ đam mê khởi nghiệp, không ngừng đóng góp và cống hiến khả năng của mình cho cộng đồng, muốn làm những công việc đột phá và không chùn bước trước những khó khăn gặp phải. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, ngoài nỗ lực của bản thân, môi trường làm việc và cộng đồng tạo điều kiện tối đa, thì không gian làm việc chung cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Đây là chàng sinh viên Nguyễn Huỳnh Đức, đang học năm thứ tư trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện nay, Đức cùng các bạn trong nhóm đang hoàn thiện và sắp cho ra đời một ứng dụng mạng xã hội giao thông cho phép người lái xe thu thập và chia sẻ trạng thái giao thông, kinh nghiệm lái xe, có tên là Itadi. Từ khi lên ý tưởng và triển khai, mấy tháng gần đây, công việc của cậu đã được hỗ trợ khá nhiều khi được làm việc tại BK Hub. Với chúng tôi thì không gian nhà trọ để làm việc nó tuy thiếu thốn và mọi người ngồi với nhau, nhưng BK Hub là một sự khác biệt hẳn, nó đem lại cảm giác cho sự sáng tạo. Và không chỉ mỗi mình làm việc với nhau mà có rất nhiều đội nhóm họ ở đây. Mọi người có thể chia sẻ kiến thức sau những giờ làm việc căng thẳng, và từ đấy tạo ra những mối quan hệ rất là tốt, và họ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Đồng thời thì BK Hub và App đã tổ chức rất nhiều sự kiện rất là bổ ích, như khởi nghiệp hay là các cuộc thi khởi nghiệp và các buổi tọa đàm. Và từ đấy chúng tôi có cái nhìn rõ hơn về khởi nghiệp và có những hướng đi đúng đắn hơn. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Tuấn Hiệp, giám đốc dự án BK Holding cho biết, Đức và các bạn trong nhóm Itadi là một trong số những bạn trẻ bắt đầu khởi nghiệp khá may mắn khi được hỗ trợ 100% không gian làm việc tại BK Hub trong vòng một năm. Đây là một trong những nội dung thuộc dự án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp nhằm ươm tạo hệ sinh thái khởi nghiệp của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Cái ban đầu chúng tôi là dành một không gian tiện nghi, nhưng mà cái mà chúng tôi đeo đuổi lâu dài đó là chúng tôi muốn tổ chức hàng tháng, hàng tuần định kỳ những cái hoạt động và hội thảo, những hoạt động mà tư vấn và hỗ trợ cho các bạn mà thuộc nhóm sáng tạo công nghệ và khởi nghiệp. Các nhóm nhỏ từ 1 đến 2 người cho đến những nhóm lớn hơn 10 người sẽ được làm việc trong một không gian đa năng, tiện nghi với sự hỗ trợ tối đa các dịch vụ chung như phòng họp, hội thảo hay hệ thống mạng tốc độ cao. Bên mình là làm du lịch tình nguyện chẳng hạn, thì ở đây rất là nhiều bạn làm IT này, làm thiết kế này hoặc là làm tư vấn chẳng hạn, khi mà có nhu cầu gì hoặc là có phát sinh những cái vấn đề cần hỏi, cần tư vấn chẳng hạn, thì mọi người ở trong cái không gian này, mọi người liên hệ và làm việc rất là chặt chẽ với nhau để có thể hỗ trợ nhau cùng phát triển cái sản phẩm của mình. Tại những không gian chung như thế này, người ta có thể thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi để lấy lại được tinh thần sảng khoái, tiếp tục những giờ làm việc hiệu quả hơn. Có thể nói, một không gian làm việc chung sẽ kết nối được các cá nhân trong một môi trường làm việc tập thể, tạo nên sức mạnh to lớn của tập thể để các doanh nghiệp khởi nghiệp hay các bạn trẻ có thể cùng đam mê, thỏa sức sáng tạo và khao khát thành công. Làm việc ở App thì mọi người ngoài cái chuyện là làm việc trong một không gian sáng tạo thì mọi người cũng được support cho các cái startup mới thành lập. Ví dụ như là mình có thể rất là linh động trong các cái gói của App. Ví dụ như là mình có thể đăng ký luôn một cái gói nhóm công ty từ 5 đến 10 người, hay là nó cũng rất là linh hoạt, chẳng hạn như là mình không thích đăng ký cả công ty đấy, mình có thể đăng ký từng thành viên một. Bọn tôi có những cái chương trình, ví dụ là mời các nhà đầu tư, các quỹ khác nhau đến, và họ sẽ có những cái buổi trao đổi trực tiếp với các startup đang ngồi up tại đây. Đấy, về là nhu cầu đầu tư của họ này, và cái lượng, số lượng tiền mà họ sẵn sàng đầu tư startup, và cái ngành của startup mà họ đang hướng tới. Đó thì có một cái cơ hội trao đổi trực tiếp như vậy thì các bạn sẽ sâu sắc hơn, biết được nhu cầu chính xác của những nhà đầu tư và cách để giới thiệu bản thân mình với những nhà đầu tư như thế nào. Theo những gì mà bọn tôi tính toán được từ đầu thì nếu mà các bạn chọn là nhà dân thì cái overhead cost, cái renting, cái chi phí chỗ ngồi ấy, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 30-40% chi phí để vận hành của các bạn, trong khi đến với App thì nó sẽ chỉ rơi xuống tầm 10-12% cái chi phí đó.
Một trong những khó khăn của cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam là chi phí vận hành cao như thuê văn phòng riêng, điện, nước, internet. Nhiều nhóm khởi nghiệp phải thuê nhà dân hoặc ngồi làm việc tại quán cà phê. Vì vậy, có thể nói ưu điểm lớn nhất của các không gian làm việc chung hiện nay là tính cộng đồng cao, tiện lợi và linh hoạt. Trên thực tế, không gian làm việc chung không chỉ giảm bớt khó khăn tài chính cho các start-up trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, mà còn tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và kết nối các start-up cùng các nhà đầu tư, mở ra nhiều cơ hội thành công. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, làn sóng khởi nghiệp đã và đang phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, môi trường và các điều kiện cho khởi nghiệp gồm hệ thống khung pháp luật, các chính sách hỗ trợ, quỹ đầu tư mạo hiểm giúp đảm bảo tính ổn định và độ sẵn sàng vẫn còn gặp nhiều vướng mắc. Hoàn thiện các điều kiện cho khởi nghiệp, trong đó chú trọng các chính sách tài chính với vai trò bệ đỡ là yêu cầu bức thiết nhất giúp cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam vươn lên và phát triển mạnh mẽ. Tính đến giữa năm 2016, cả nước có gần 55.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 20% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2015. Bên cạnh số lượng doanh nghiệp thành lập mới ngày càng tăng lên, số vốn của doanh nghiệp cũng dần phục hồi và theo xu hướng tăng. Với làn sóng khởi nghiệp đang tăng tốc, số lượng doanh nghiệp thành lập mới sẽ ngày càng tăng mạnh, kỳ vọng đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020. Nếu mà so sánh với năm 2015, thì tôi cảm nhận có một bước phát triển vượt bậc về cả các cái nơi để giúp cho khởi nghiệp, vượt bậc cả về những người tham gia vào phong trào khởi nghiệp. Và một cái tôi cảm nhận cái quan trọng nhất là trong xã hội chúng ta, cái sự hiểu biết về khởi nghiệp đã lớn lên rất nhiều. Nhằm thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, Chính phủ đã ban hành một số chính sách tài chính gồm các chính sách hỗ trợ trực tiếp như chính sách thuế, chính sách tín dụng và chính sách hỗ trợ gián tiếp thông qua mô hình vườn ươm. Cụ thể, ưu đãi thuế thu nhập với các mức độ khác nhau dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp, có dự án đầu tư tại các khu vực kinh tế, xã hội kém phát triển, khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Trong đó, mức độ ưu đãi cao nhất cho áp dụng mức thuế suất 10% trong vòng 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong vòng 9 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư mới của doanh nghiệp khởi nghiệp tại các địa bàn đặc biệt khó khăn. Bộ Khoa Công Nghệ thì cũng đã hết sức tích cực trong việc thiết lập cái hành lang pháp lý cũng như cơ chế chính sách để hỗ trợ cho phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chủ động để phối hợp với các bộ ngành, các địa phương trong việc là xây dựng và triển khai các cái kết nối để thúc đẩy cho hoạt động đổi mới sáng tạo, rồi nâng cao cái năng lực cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, năng lực của các cái tổ chức mà hỗ trợ cho cái hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo này. Với mô hình phát triển vườn ươm doanh nghiệp, trong một số lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ cũng có những chính sách riêng để hỗ trợ. Theo đó, nhà nước hỗ trợ kinh phí thành lập, hoạt động của các vườn ươm công lập và các ưu đãi về thuế. Tuy nhiên, mô hình vườn ươm ở nước ta đang trong giai đoạn đầu hình thành, quy mô nhỏ, hoạt động ươm tạo khởi nghiệp hiện nay vẫn chưa thực sự hiệu quả bởi nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguồn tài chính đầu tư hiện nay cho các vườn ươm vẫn còn hạn chế và mang tính chất thử nghiệm. Các quỹ đầu tư và tập đoàn lớn chưa quan tâm nhiều đến chương trình. Trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục ban hành các quy định mới làm tiền đề cho việc đưa ra thêm các công cụ và các kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Các tổ chức tài chính sẽ có thêm chức năng là hỗ trợ cho vay, bảo trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Các tổ chức tài chính có thêm lợi nhuận từ hoạt động này. Trong khi đó, các doanh nghiệp khởi nghiệp vốn đang khó khăn về vấn đề tài chính sẽ có nguồn cung cấp tài chính để triển khai các kế hoạch hoạt động của mình. Có thể thấy một thực tế là Việt Nam không thiếu ý tưởng hay, nhưng hệ sinh thái khởi nghiệp còn khá mới mẻ và non trẻ. Vì thế, những hỗ trợ, kinh nghiệm từ bên ngoài để thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, giúp các bạn trẻ khởi nghiệp sáng tạo thành công là điều cần được thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới. Chương trình Nhịp sống công nghệ ngày hôm nay của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.